Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Khai mạc lễ hội văn hóa du lịch ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất năm 2024. Điện Biên khơi dậy tình yêu lịch sử cho học sinh. Bun Vốc Nặng, lễ hội té nước của người Lào tại Lai Châu. Cuối chương trình sẽ là thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Tối 29 tháng 3 tại quảng trường 26 tháng 3, thành phố Hà Giang đã diễn ra khai mạc lễ hội văn hóa du lịch ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất năm 2024. Lễ hội văn hóa du lịch ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3. Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực và sản phẩm hàng hóa đặc trưng của các vùng miền, chấm thi và trao giải món ăn tiêu biểu các tỉnh, thành phố. Chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng, chương trình khảo sát xây dựng quảng bá, khai thác sản phẩm du lịch liên kết vùng, hội thảo định vị thương hiệu du lịch Hà Giang. Tại lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Hà Giang sắc màu văn hóa gồm 3 chương: Hà Giang rực rỡ sắc màu, tinh hoa ẩm thực Việt, hội tụ và lan tỏa. Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh hướng dẫn tư vấn, tuyển dụng lao động phù hợp với thị trường lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm nhằm cung cấp thông tin về tình hình lao động, việc làm của các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thị trường lao động trong nước và ngoài nước, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển hệ thống tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm, liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Trong 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho trên 6.000 lao động, đạt gần 30% kế hoạch năm. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các trường phổ thông dân tộc bán trú tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ xuất cấp 1.875 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ 2 năm học 2023-2024 theo quy định của Nghị định số 116 của Chính phủ. Theo kế hoạch, Cục bắt đầu giao gạo và bảo đảm hoàn thành việc giao nhận gạo cho các đơn vị trường học tại các huyện trên địa bàn tỉnh xong trước ngày 5 tháng 4 năm 2024. Trước đó, Cục đã có văn bản gửi Sở về việc phối hợp trong công tác giao nhận gạo hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Việc chậm hỗ trợ gạo khiến hơn 2 tuần qua, một số trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Mù Cang Chải trong tình trạng báo động hết gạo để nấu ăn cho học sinh. Đến nay, toàn tỉnh Sơn La có 667.797 hecta rừng, tỷ lệ che phủ đạt 47,5%, tăng 4,5% so với năm 2020. Tính đến hết năm nay, tỉnh Sơn La phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 48,5%. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, tỉnh Sơn La trồng mới được 14.196 ha, đạt 142% kế hoạch. Khoanh nuôi tái sinh rừng được 30.850 ha, đạt 100% kế hoạch giao. Trồng được 3.742.000 cây phân tán các loại, đạt 112% kế hoạch. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, giữ vững diện tích rừng hiện có, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác bảo vệ rừng, huy động các nguồn lực, trong đó có tiền dịch vụ môi trường rừng và các chương trình mục tiêu quốc gia để trồng rừng, khoanh nuôi, tái sinh rừng. Phấn đấu đến năm 2024, tỷ lệ che phủ rừng đạt ổn định 48,5%, bao gồm cả diện tích cây ăn quả trên đất dốc và từng bước nâng cao chất lượng rừng. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử không chỉ là quá khứ mà còn là nơi chứa đựng những giá trị quý báu mà cha ông đã để lại, cần được phát huy, trao truyền qua nhiều thế hệ. Nhận thức rõ điều này, những hoạt động nhằm khơi dậy niềm yêu thích lịch sử cho học sinh đã được tỉnh Điện Biên quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Hành quân dọc theo con đường kéo pháo dài gần 2 km là một trong những hoạt động trong chương trình trải nghiệm
theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên do Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên tổ chức. Thông qua hoạt động này, những tháng ngày chiến đấu gian khổ của quân và dân ta đã phần nào được tái hiện lại chân thực, đem đến nhiều cảm xúc đối với các em học sinh. Em cảm thấy ấn tượng nhất đối với hoạt động là đi hành quân lên trên tượng đài của anh Tô Vĩnh Diện ạ. Bởi vì là khi lên đấy thì chúng em cảm thấy được đặt chân lên nơi mà anh đã hy sinh. Chúng em cảm thấy rất là tự hào và chúng em còn được trải nghiệm trên cái con đường mà các chiến sĩ của chúng ta ngày xưa đã kéo pháo. Thì chúng em cảm nhận được cái sự khó khăn, gian khổ và sự hy sinh cống hiến hết mình vì độc lập tổ quốc của các anh. Không đơn thuần giống như việc học trên sách vở. Những kiến thức có được sau khi tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế đã giúp các em học sinh có cái nhìn gần gũi hơn về lịch sử, đặc biệt là lịch sử địa phương với những giá trị từ chiến thắng Điện Biên Phủ. Có thể nói là giáo dục truyền thống yêu nước là một trong những cái nội dung vô cùng quan trọng. Nhà trường cũng đã chỉ đạo đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động để góp phần giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam. Ví dụ như tổ chức các buổi ngoại khóa hay là các hoạt động trải nghiệm như là trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ này hay là cái chương trình mà theo dấu chân người lính. Từ tháng 10 năm 2023, một sân chơi mới mang chủ đề về lịch sử dành cho đối tượng là học sinh các cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh do Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên tổ chức với tên gọi Âm vang Điện Biên đã lên sóng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Cái đổi mới lớn nhất của Âm vang Điện Biên Phủ chính là thổi vào cho các em một làn gió mới. Thổi vào cho các em một làn gió mới để làm gì? Để các em yêu mến lịch sử, yêu mến đất nước và yêu mến biển đảo quê hương. Lịch sử là môn học có vai trò và ý nghĩa quan trọng, giúp bồi dưỡng những kiến thức quý báu, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Một nền tảng kiến thức lịch sử vững chắc là điều vô cùng cần thiết, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện đại, giúp các em luôn ý thức được việc gìn giữ và trân trọng lịch sử, từ đó trở thành những người xây đắp lên một tương lai dân tộc bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, Bun Vốc Nặm là nghi lễ văn hóa tâm linh của người Lào ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, nhằm cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, vạn vật tốt tươi, nhà nhà hạnh phúc, bình an. Nhiều năm nay, lễ hội đã trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo du khách thập phương. Lễ hội gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ tái hiện lễ cúng cầu mùa, múa xòe tại bờ suối và thực hiện nghi lễ té nước. Phần hội gồm thi bắt cá suối, đua bè, giao lưu văn nghệ quần chúng, ẩm thực, đan các sản phẩm từ tre, tham quan gian hàng văn hóa dân tộc Lào, trải nghiệm đi bè trên suối, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc của dân tộc Lào. Lần đầu tiên đến với lễ hội Bun Vốc Nặm của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu này thì em thấy lễ hội ở đây rất là vui, con người ở đây rất là thân thiện. Lễ hội, đặc biệt là lễ hội té nước ở đây thì nó có một cái nét rất là riêng của người Lào. Một trong những nghi thức của lễ hội là lễ cúng thần linh. Đồng bào dân tộc Lào nơi đây quan niệm, khi bắt đầu một sự kiện quan trọng thì việc dâng lên các lễ vật để báo cáo và xin phép thần linh là việc nên làm để cầu mong thần linh phù hộ cho công việc được diễn ra thuận lợi, đạt kết quả cao. Ở trên này là bà con vẫn giữ được một cái bản sắc rất là quý. Vì là bây giờ cái phong trào duy trì và phát triển cái bản sắc văn hóa cũng đang rất là cần. Nên là chúng tôi cũng thực sự là ghi nhận là nói chung là một cái tuyệt vời trong cái chuyến đi lần này. Đến với lễ hội, nhân dân và du khách có dịp tham gia té nước trên dòng suối Nậm Mu để cầu mong sự tốt lành, được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc và trải nghiệm ẩm thực phong phú được làm từ sản vật nông nghiệp do chính tay bà con dân tộc Lào chế biến để tìm hiểu trải nghiệm nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc Lào. Lễ hội té nước Bun Vốc Nặm vào sau mỗi mùa xuân về, bà con gieo trồng. Thì vào thời điểm này thì theo thời tiết hàng năm thì sẽ là hạn hán. Mục đích của lễ hội té nước này là cầu cho mưa thuận gió hòa và cầu cho mùa màng bội thu và nhân dân luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Lễ hội Bun Vốc Nặm của dân tộc Lào ở xã Nà Tam, huyện Tam Đường không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Lào gắn với phát triển du lịch, mà còn từng bước tạo sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút sự quan tâm của du khách gần xa,
qua đó giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho các thế hệ và ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy, khai thác giá trị văn hóa, gắn với phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 30 ngày 31 tháng 3 năm 2024. Tỉnh Lào Cai nhiều mây, sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, vùng cao trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Tỉnh Lai Châu có mưa nhỏ và mây vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều hửng nắng, vùng núi cao trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Tỉnh Điện Biên trời quang mây, đêm về sáng trời lạnh, gió nhẹ, trưa chiều hửng nắng, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Tỉnh Sơn La trời quang mây, đêm về sáng có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều hửng nắng, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 27 độ. Tỉnh Yên Bái sáng có mây vài nơi, đêm về sáng có mưa rải rác, trưa chiều hửng nắng, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ. Tỉnh Hà Giang trời có mây vài nơi, đêm về sáng trời lạnh, trưa chiều hửng nắng, vùng núi trời lạnh, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Tỉnh Tuyên Quang trời quang mây, đêm về sáng trời rét, gió nhẹ, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Tỉnh Phú Thọ sáng trời nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.